Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đoàn học viên lớp B46 khóa 18, 1991-1993, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Mai Thế Dương, nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã đến dân hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Tuyên Quang tham gia đoàn có các đồng chí chồng văn lâm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tuyên quang nguyễn lam phó trưởng ban dân vận trung ương nguyễn hồng trang ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy lê thị thanh trà tỉnh ủy viên phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thành viên trong đoàn công tác đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Học tập và làm theo Bác trong những năm qua, các học viên lớp B46 khóa 18, 1991-1993, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh luôn phát huy truyền thống của học viện không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, phát huy trách nhiệm nêu gương, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong khuôn viên quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tổ chức tổng kết hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2022-2023 và cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên di đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023. Đến dự có đồng chí Hoàng Việt Phương, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện thành phố và các tác giả, nhóm tác giả đạt giải hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2022-2023 với 6 lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải, vật liệu, hóa chất, năng lượng, nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường, y dược, giáo dục và đào tạo. Có 33 sản phẩm tham gia. Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng năm 2023 với 5 lĩnh vực, đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Có 284 đề tài dự thi ở cấp huyện và 102 đề tài được lựa chọn dự thi cấp tỉnh. Qua đánh giá của ban tổ chức, các đề tài dự thi được đầu tư công phu, nhiều ý tưởng phù hợp với lứa tuổi. Nhiều đề tài mô hình sản phẩm, giải pháp được chú trọng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới. Hội thi đã tiếp tục khơi dậy, phát huy tiềm năng sáng tạo của thanh thiếu niên di đồng, giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ban tổ chức đã trao một giải nhất, ba giải nhì, năm giải ba, 20 giải khuyến khích cho các tác giả Nhóm tác giả có sản phẩm tiêu biểu tham dự cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên như đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2023 và lựa chọn 12 đề tài tham dự cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên địa đồng toàn quốc lần thứ 19. Trao một giải nhì, một giải ba, hai giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm giải pháp tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang năm 2022, 2023. Nhân dịp này, tỉnh Đoàn Tuyên Quang, Hội khuyến học tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tặng giấy khen, học bổng cho các tác giả đạt giải tại cuộc thi. tiếp theo chương trình sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn số liệu về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn toàn tỉnh. Tính đến ngày 24 tháng 11, giá trị giải ngân trong ngày đạt trên 1%, 10 đơn vị có giá trị giải ngân dưới 30%. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt 2.979 tỷ 715 triệu trên 6.954 tỷ 567 triệu đồng, đạt 42,85% kế hoạch, tăng 1,08%. Giá trị giải ngân tăng thêm 76 tỷ 423 triệu đồng, 24 đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh, 13 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh. Tỷ tỉ lệ giải ngân của các đơn vị đến hết ngày 24 tháng 11 năm 2023 gồm có 9 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 75% kế hoạch, có 11 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50% đến 75% kế hoạch, có 8 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt từ 30% đến 50% kế hoạch. Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch: Sở thông tin và truyền thông 26,79%, Sở xây dựng 5,3% trường cao đẳng nghề 4,9%, thành phố Tuyên Quang 27,1%, huyện Đàm Yên 21,9%. Đơn vị có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, gồm ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, giá trị giải ngân tăng thêm 52 tỷ 955 triệu đồng. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, giá trị giải ngân tăng thêm 3 tỷ 765 triệu đồng. Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường, giá trị giải ngân tăng thêm 1 tỷ 282 triệu đồng. Huyện Sơn Dương, giá trị giải ngân tăng thêm 10 tỷ 805 triệu đồng huyện Yên Sơn, giá trị giải ngân tăng thêm 3 tỷ 148 triệu đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia phân bổ cho các sở ngành, giá trị giải ngân tăng thêm 1 tỷ 470 triệu đồng. Các đơn vị văn phòng tỉnh ủy, huyện Lâm Bình, huyện Hàm Yên, huyện Na Hàng, huyện Chiêm Hóa có phát sinh giá trị giải ngân trong ngày, tuy nhiên giá trị giải ngân tăng thêm không nhiều so với kỳ báo cáo ngày 23 tháng 11 năm 2023. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền nội dung phong phú, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Sơn đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới, hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, tiến tới xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Sơn đã tập huấn cho các cán bộ chủ chốt, người có uy tín tại 87 thôn đặc biệt khó khăn nhằm cung cấp thông tin tổng quan về đối thoại chính sách, các nội dung cơ bản về đối thoại chính sách cũng như những nguyên tắc, các điều kiện đảm bảo sự tham gia thực chất của phụ nữ trong hoạt động phát triển kinh tế xã hội qua đó nâng cao kiến thức, kỹ năng trong tổ chức đối thoại chính sách, thực hiện vai trò của phụ nữ trong thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Là tôi cũng thấy tiếp thu được các vấn đề chính sách của nhà nước đề ra thì chúng tôi hiểu được thêm về cái chính sách bình đẳng giới, đối thoại thì chúng tôi về chúng tôi sẽ về thôn bản chúng tôi sẽ tuyên truyền thêm cho bà con anh chị em về cái bình đẳng giới khi mà thực hiện cái cái đối thoại chính sách này thì nó giúp cho cán bộ hội viên đoàn viên cũng như là nhân dân để hiểu rõ được các cái vai, vai trò của mình trong cái việc triển khai thực hiện những cái những cái vướng mắc hay là cái thực hiện cái chính sách về lao động Việt Nam hay là về các cái vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em thực hiện dự án 8 về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Sơn thành lập và duy trì hoạt động 66 tổ truyền thông, 13 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi, 8 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, tổ chức các cuộc đối thoại chính sách và các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông về bình đẳng giới. Các mô hình đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân trên địa bàn, qua đó giúp người dân hiểu các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, loại bỏ định kiến giới, hủ tục, thói quen lạc hậu chuyển đổi sản xuất phát triển kinh tế, tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Từ những cái trải nghiệm và cũng như là những hoạt động đó thì chúng tôi tiếp cận được với hội viên được sâu sát hơn và đặc biệt chúng tôi tập trung vào những cái thôn mà có đồng bào dân tộc ít người để chúng tôi tuyên truyền tích cực tập trung vào đối tượng là các anh chồng để hỗ trợ chúng tôi trong cái công tác là bình đẳng giới. Với nhiều cách làm và mô hình sáng tạo, việc tuyên truyền triển khai dự án 8 của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Sơn đã trang bị những kiến thức cần thiết cho phụ nữ và trẻ em gái trong đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó thúc đẩy mạnh mẽ và tạo sự chuyển biến, nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết căn bản tình trạng bất bình đẳng trong nhiều lĩnh vực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tin thế giới, một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas do Qatar làm trung gian hòa giải đã bắt đầu được thực thi kể từ ngày hôm qua. Theo đó, phía Hamas sẽ giao trả cho Israel 50 tổng số hơn 200 con tin mà họ đang giam giữ. Ngược lại, phía Palestine, phía Israel cũng trao trả 150 phụ nữ và trẻ em Palestine đang bị giam giữ trong các nhà tù của nước này. Đoạn video do Hamas công bố cho thấy phụ nữ và trẻ em được đưa ra khỏi xe và được các nhân viên chữ thập đỏ chăm sóc. Các con tin được đưa sang Ai Cập thông qua cửa khẩu Rafah và được hội chữ thập đỏ tiếp nhận. Việc Israel thả các tù nhân Palestine diễn ra chỉ vài giờ sau khi Hamas trao trả 24 con tin. Trong đó có 13 người Israel cùng với 10 người Thái Lan và một người Philippines trong ngày đầu tiên thực thi lệnh ngừng bắn kéo dài 4 ngày. Israel cho biết lệnh ngừng bắn có thể được gia hạn nếu có thêm con tin được thả. Đồng thời công bố hình ảnh cho thấy các xe tải chở hàng viện trợ đã được đưa vào Gaza qua cửa khẩu Rafah trong ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn. Các nhà khoa học hôm qua cho biết tảng băng trôi lớn nhất thế giới đã lần đầu tiên di chuyển sau hơn 3 thập kỷ kể từ khi tách ra khỏi thềm băng ở Tây Nam Cực vào năm 1986. Tảng băng trôi này phần lớn đã bị mắc kẹt trên biển quay Những hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy tảng băng trôi nặng gần 1.000 tỷ tấn hiện đang trôi nhanh qua phía bắc của bán đảo Nam Cực do lực đẩy của gió và dòng chảy mạnh. Nhà nghiên cứu người Anh Oliver Musk đang làm việc tại cơ quan khảo sát Nam Cực cho biết rất hiếm khi nhìn thấy một tảng băng trôi có kích thước như thế này di chuyển. Vì vậy các nhà khoa học sẽ theo dõi chặt chẽ đường đi của nó. Nhà nghiên cứu phỏng đoán rằng có khả năng A23A sẽ di chuyển đến đảo Nam Georgia, một hòn đảo nằm ở miền Nam Đại Tây Dương. Điều đó sẽ gây ra vấn đề rắc rối cho động vật hoang dã ở Nam Cực. Hàng triệu con hải cẩu, chim cánh cụt sinh sản trên đảo và tìm kiếm thức ăn ở vùng biển xung quanh sẽ bị ảnh hưởng. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo